chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ về nhà ông nội thì sẽ làm món gà lướng đắp đất mọi người ạ. Ở bên trong cho lá mong mật đi. Thấy mọi người làm rất cực kỳ ngon. Hôm nay mình về mình cũng thử thử làm món này xem như nào nhá. Mọi người cùng đón xem nhá. Chào mọi người nha. Giờ mình sẽ đi cắt lá chuối về để cuốn vào gà đắp đất. Đấy mọi người chờ nhá. Mình đã lấy ra chuối về để quấn vào gà. Đấy rồi đấy nha, mình lấy cái bùn này để về mình đắp vào gà nhá mọi người nhá. Đấy, gà là phải lướng bùn thì mới ngon. Rồi, phần Bỏ chỗ này thoải mái mọi người. đen đi. Nào. Rồi mọi người nhá. Đi. Đi vào về. Đây à. Mọi người nhá. Đây là nồi. Nồi lá mốc mật nhá. Nồi lá mốc mật. Và vào gà nhá. Đắp lướng nhá. Đấy, trên đầu con vịt ngẩng lên. Chết luôn. Chó con thì nó bài bảo ở nhà nó toàn gì toàn mừng nó toàn theo trẻ con thôi. Rồi. Thế là nó thấy trẻ con hay là nó đuổi. Bùng chạy. Không ăn chó đi ra ngoài. Bọc kín vào xong tí nữa đắp đất vào nhỉ. Đúng. Quần này. Thank you.
đi ra kia. Bình ơi, xong bây giờ đi lấy bùn đắp à? Phải đắp dày dày một tí nhé. Anh ơi, nướng bố, nó sẽ nóng lên. Bố cho đắp dày. Bố cho đắp dày. Bố cho đắp dày. Xem mới. Xem, đứng lên xem, đừng bắn. Đau chưa, đau chưa, đau chưa, đau chưa. Rồi, thế được. Đau không? Đau. Không. Đấy, thế mà đủ rồi. Không, không, không. Đau. Thế. Mình nhớ là đắp đất rồi, phải đắp kín mà. Đau không? Không đắp kín gì. Rồi, đau không? Đúng đất kìa. Đau không? Ủa? Ủa? Ừ, bừa khoan. Bố đang làm clip, 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 clip. Bố là tên vlog. Tên vlog. Một con gà siêu to khổng lồ. Đây là bụt đấy, bụt đây là bụt bự ấy. Ừ, to. Đây là gà, đất xong nha. Từ ấy lại. Một con gà hoàn chỉnh. Đây là một con gà đắp đất hoàn chỉnh mọi người nhé. Mọi người nhé. Mọi người đắp phải kín hết tất cả như này là. Rồi. Chào tất cả mọi người nhé. Đây, hôm nay mình sẽ đến công đoạn đến cái đoạn mà mình bắt đầu cho lên bếp để nướng mọi người ạ. Cái to thế, cái to hơn là cái của bà. Cái cháy. Đúng rồi ạ. Đấy, mọi người để khi nướng này mọi người phải kê kê cay, kê sắt vào cái đất này này thì nó mới không bị sập. Để than nó rơi xuống dưới nó sẽ chín được xung quanh mọi người ạ. Ông rất là đầu tư con trai. Kiếm cối. Chảy ra nữa. Là phải 2 tiếng mới chín đấy nhỉ? Cái này nướng chắc tầm 2 tiếng. Tại vì mình muốn gà nó chín kỹ, chín ngon nên mình để nướng lâu thì nó mới dừ, mới thơm, mới ngấm. Chín là chín ở cái nửa cháy to này đâu mà nó chín ở cái than của nó. Nên mọi người để càng nhiều củi ấy, mà nó được nhiều than là càng tốt. Ông làm mấy cái to
đầu tư, rất đầu tư. Đầu tư cho mình rất nhiều củi. Tôi cứ để ở đây một tí em cho rồi xong. Mình đang xa về củi. Củi rất nhiều. Về rừng thì mới nhiều củi. Đây là rừng. Đây là nhưng cái sơn hào hải vị ở quán thì nó rất chi là đắt tiền mà nó lại không tự tay mình nấu, cảm giác ăn nó sẽ không ngon bằng tự tay mình làm. Nay về đây tránh dịch Covid 19 vừa tránh vừa nước món gà nướng đắt đất. Món này món rất là ngon. Đấy. Món này là cũng có từ lâu rồi. Hôm nay mình mới được hôm nay là vợ mình chưa được ăn bao giờ, từ bé từ lúc lấy đến giờ là chưa được ăn món này bao giờ. Hôm nay là nguyện. Hôm nay là vợ sau gọi là ước vọng của vợ mình nên là mình lên đây. Mọi người ạ, đây là gà đắp đất nhé mọi người ạ. Đây là đang nướng được một tiếng rồi. Đấy, chắc phải từ tầm khoảng 30 đến 40 phút nữa thì chắc nó mới chín được. Mọi người nhìn thấy đất nó bở lở ra rồi, nhiệt độ cao ấy, nóng ấy. Con gà này ra ăn chắc là phải tuyệt vời luôn mọi người ạ. Đấy, mọi người nhìn thấy ở trong này là gà đấy, gà đắp đất đấy. Ok mọi người nhá. Mọi người ơi, nhìn nhá. Con gà này mình đã nướng đến gần đến cuối rồi ấy. Nên là mọi người nhìn thấy đất nứt hết ra này. Mọi người thấy chưa? Đất nứt hết ra thì rất là ngon luôn. Tí nữa bữa ra chắc là ăn tuyệt vời nhỉ con nhỉ. Phải không? Con thích ăn gà nướng không? Con thích ăn thì bố... Thì bố nướng xong mấy bố con mình ăn nhá. Vâng. Ừ. Cả cho mình với mẹ nữa. Ừ. Mọi người ơi, bây giờ sau khi nướng được tầm khoảng tiếng rưỡi rồi. Là bây giờ chín tuổi, bây giờ mình sẽ lấy ra mâm nhá. Xem nó ngon đến cỡ nào nhá. Sộm luôn. Thường lắm, mùi móng mật ấy. Cháy mất rồi, cháy mất ít. Cháy. Wow. Quên rồi. Thấu luôn này, thấu gà luôn. Chưa. Ừ. Ừ. Wow, nó ra cái móng mật thơm phức. Ừ. Wow. Wow. Ủa, toàn nước móc mật đấy. Thơm. Mật người nó già thơm lắm. Ủa. Này gọi ông mỗi khi dậy ăn nhanh nóng quên. Lấy cái như xé ra thì thôi. Ủa. Còn làm đấy. Nước chấm. Làm lấy ớt. Dạ không cốp à. Đây, đây là mình đang dầm ớt nhé. Dầm ớt nữa. Đó.
tay. Không dám muối à? Chẳng có quất nữa. Ôi đây, bà vẫn vặt ở đây quất này. Cái có ớt thì sao? Anh không ăn được cay đâu. Qua, cắt đi. Nào bình ngồi đây. Đấy, đây là muối ớt rồi này. Muối ớt này. Rồi, bắt đầu. Ông đâu rồi nhỉ? Ông đi à? Ba, xé đi. Anh ăn đi, xé chưa đi. Nào nha. Wow, nhìn này, thấu à. Bắt đầu trước. Wow. Ngon thế nhỉ. Ui dồi ôi, đỡ cả thịt luôn à. Thịt luôn. Ngon quá. Bà. Ui, dừ này. Bình gặm luôn. Ui. Cho bình đồ đùi. Cho à, bình đùi đi. Này, bố cho bình này. Ui, dừ hết nhỉ. Dừ luôn mà. Thấu hết luôn. Sợ. Này, này bình phải cho vào cái bát nhỉ. Cho vào bát. Bình cho vào cái bát nhá. Bình. Ừ, rồi bình ừ, ngon chưa? Anh cho vào đấy. Nhịp. Quần cái mặt cứ nghè thật thế. Chắc là chưa ngủ đấy. Wow. Bây giờ cho bình à? Ngon lắm. Ngay, ngay con. Ai dạy mày? Quân này. Ăn đi con. Chấm đây này. Ui mọi người nhìn này. Da này. Ui ngon kinh khủng lắm. Wow. Ngon quá. Ngon thơm lắm. Mình ăn đâu con? Ăn đi. Ừ. Cầm đùi con á. Ngon. À đang nướng. Wow. Quá. Bà lấy bình ăn nhé.